News, các nền tảng số của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vùng áp thấp ở giữa biển Đông vào sáng nay đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo 2 ngày tới sẽ áp sát quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13 giờ chiều ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông của khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Từ 48 cho đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo tàu thuyền biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Đây là cơn áp thấp nhiệt đới thứ hai hình thành trên biển Đông trong một tuần qua. Thưa quý vị, hàng chục cảnh sát thuộc Bộ Công an ngày 19 tháng 7 có mặt tại nhà của bà Nguyễn Thị